tuy xe không cộng một pin chip không. Email FB Trần Trung Đạo 3 3 2018, người dân Sài Gòn chào đón ông Obama năm 2016. Ảnh EPA chuyến viếng thăm Việt Nam của Titi Bazak. Obama năm 2016 có lẽ là chuyến viếng thăm của một nguyên thủ quốc gia để lại nhiều cảm xúc trong lòng người Việt Nam nhất, không phải chỉ thiện cảm, xúc động, hân hoan, niềm nở khi ông đặt chân xuống Sài Gòn, nhưng cũng để lại ít nhiều cay đắng, ngậm ngùi, trống vắng khi cánh cửa của Air Force One từ khép lại. Là một con người nặng tình cảm, Titi Bazak Obama hẳn đã đọc được những khao khát tự do dân chủ của người dân Việt Nam, nhất là tại Sài Gòn, qua cách chào đón họ đã dành cho ông. Và là một con người nặng tình cảm, ông đã để những cảm xúc riêng tư qua cách nói, cách cười, cách choàng vai tự nhiên, thân tình, đằm thắm lấn át vai trò của một nguyên thủ quốc gia trong nhiều nơi ông đã ghé thăm. Đừng quên, Barack Obama từng là một điều hợp viên cộng đồng với nhiều sắc dân ở Chicago, lo việc dạy kèm, thuê nhà cho người nghèo, nên việc ông hòa hợp dễ dàng vào giới bình dân, không có gì lạ. Tuy nhiên, xin đừng quên, dù gì đi nữa, cuối cùng, quyền lợi và chính sách lâu dài của nước Mỹ vẫn trên hết. Lịch sử để lại vô số bài học. Madrid tháng 8, 1944, ngày 25 tháng 8, 1944, Paris chính thức được giải phóng. Tư lệnh Đức tướng Dietrich von Kertész, người từ chối lệnh của Hitler, chiến đấu tới cùng cho đến khi Paris chỉ còn là đống gạch vụn, đầu hàng tại khách sạn Moisy. Trong lúc các lực lượng đồng minh tiến về phía Bắc để tấn công sang lãnh thổ Đức, một bộ phận tiếp tục giải phóng các tỉnh miền Nam nước Pháp. Ảnh hưởng từ các cuộc nổi dậy của nhân dân Pháp tại những nơi quân đội đồng minh sắp đến vang dội sang tận Tây Ban Nha, lúc đó đang chịu đựng dưới sự cai trị độc tài hà khắc của tướng Francisco Franco. Francisco Franco 1892-1975 thiết lập chế độ độc tài toàn trị phát xít tại Tây Ban Nha. Khi phe quân phiệt của ông ta dưới danh nghĩa Bảo Hoàng với sự giúp đỡ của Hitler và Mussolini thắng cuộc nội chiến Tây Ban Nha, dưới chế độ hà khắc của Franco, khoảng từ 200,000 đến 400,000 người bị giết và vô số người bị đày ải trong 190 trại tập trung trên khắp Tây Ban Nha. Mặc dù tuyên bố trung lập trong Thế chiến thứ 2, Franco cho phép Hải quân Đức và Ý cập vào các cảng Tây Ban Nha và tình báo của phe trục được quyền hoạt động trên đất Tây Ban Nha. Ngoài ra, Franco còn chấp thuận cho Sư đoàn Xanh, Blue Division, tình nguyện chiến đấu bên cạnh quân đội Hitler tại các mặt trận Volkov và Leningrad. Với hai lý do, một chế độ Franco độc tài phát xít chà đạp lên các quyền tự do của con người và đồng minh của Hitler trong Thế chiến thứ 2. Không ít người dân Tây Ban Nha tin rằng sau khi giải phóng nước Pháp, quân đội của Mỹ, nước dân chủ hàng đầu thế giới, sẽ có tất cả lý do chính đáng để giải phóng Tây Ban Nha khỏi ách độc tài Francisco Franco, xây dựng một Tây Ban Nha dân chủ và sẽ là một đồng minh thân cận, vững chắc của Mỹ bên bờ địa Trung Hải. Với lòng tin tưởng quân đội đồng minh sắp giải phóng Tây Ban Nha, tại thủ đô Madrid, các phong trào sinh viên Tây Ban Nha đã tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình, nổi dậy, phân phối truyền đơn kêu gọi các tầng lớp nhân dân Tây Ban Nha đứng lên lật đổ độc tài Francisco Franco. Không, quân đội đồng minh không vượt biên giới Pháp Tây Ban Nha và phong trào sinh viên Tây Ban Nha đã bị Franco dập tắt một cách đẫm máu. Lý do quân Mỹ không vượt biên giới, từ khi phần thắng của Thế chiến thứ 2 nghiêng về phía đồng minh, các lãnh đạo đồng minh đã hình dung ra một bản đồ mới, một trật tự mới tại châu Âu. Riêng đối với trường hợp Tây Ban Nha, Stalin muốn trừng phạt Tây Ban Nha về tội liên minh với Đức, nhưng Franklin Roosevelt và Winston Churchill từ chối. Titi Mỹ và Titi Anh chẳng những không muốn can thiệp vào chế độ chính trị Tây Ban Nha mà còn muốn dùng Franco để chống lại Stalin sau Thế chiến. Khi Titi Franklin Roosevelt qua đời ngày 12 tháng 4, 1945, Phó Titi Harry Truman lên thay đã khai triển quan điểm bao vây Liên Xô một cách cụ thể hơn trong chủ thuyết được gọi là chủ thuyết Truman Doctrine. Trong kế hoạch đó, ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa CS là trọng điểm và là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Mỹ o
B. Franco vì biết y là người chống Liên Xô triệt để. Đáp lại, Franco cho phép Hoa Kỳ thiết lập 7 căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Sài Gòn tháng 5, 2016. Sài Gòn tháng 5, 2016. Hàng trăm ngàn người thuộc nhiều thế hệ đổ ra đường chờ suốt mấy giờ để đón chào Tổng thống Mỹ. Như đã viết trong bài trước, người dân miền Nam đón chào một người đại diện cho thế giới tự do hơn là Tổng thống một quốc gia. Tiếng hoan hô ti ti Barack Obama bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt vang lên trên đường phố Sài Gòn. Một lần nữa cho thấy mạch sống dân chủ trong lòng người dân miền Nam vẫn còn chảy. Những em nhỏ sinh ra hay lớn lên ở Sài Gòn sau 1975 có thể không nhận ra, nhưng dân chủ ở miền Nam là những hạt giống do Phan Chu Trinh, Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh và rất nhiều nhà cách mạng miền Nam khác gieo xuống hàng thế kỷ trước đã mọc ra, lớn lên trong ý thức các em và đã là một phần trong máu huyết của các em. Điều đó giải thích tại sao các em cảm thấy gần gũi với lãnh đạo một quốc gia dân chủ từ xa xôi đến hơn là những lãnh đạo đất nước cùng dòng giống với mình. Sau 41 năm, người dân miền Nam vẫn còn mang tâm lý sống trong vùng bị chiếm hơn là dân của một nước Việt Nam thống nhất. Người dân Sài Gòn vẫn mang nặng trong tim một nỗi nhớ Sài Gòn, dù họ sinh ra, lớn lên hay chỉ nghe lời kể lại của ông bà, cha mẹ. Hơn 10 năm trước, trên Ta La Hoa Sờ, người viết đã có dịp phân tích những bản án mà Đảng CS dành cho các nhà tranh đấu miền Nam bao giờ cũng nặng nề hơn, tù đày lâu hơn những người đấu tranh phát xuất từ miền Bắc. Trong lúc tôi vô cùng kính trọng những tiếng nói dân chủ vọng lên từ miền Bắc, những bản án dài hạn hơn nhiều mà giới lãnh đạo Đảng Cộng sản đã dành cho những nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền phát xuất từ miền Nam, cho thấy rằng 300 năm sau, con sông danh cách ngăn dân tộc từ thời Trịnh Nguyễn vẫn còn chảy, không phải ở Quảng Bình mà chảy ngay giữa lòng Hà Nội, chảy trong tư duy của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương tự, những phân chia ngăn cách Bắc Trung Nam từ thời thực dân chẳng những không được lấp lại, trái lại mỗi ngày bị đảng đào sâu thêm. Chính sách trả thù đã thể hiện không những đối với những người cầm súng, những viên chức chính quyền cũ mà còn áp dụng một cách tàn nhẫn đối với gia đình họ, con cái họ và thậm chí còn mở rộng đến nhiều triệu người dân vô tội chỉ vì họ sống bên này sông Bến Hải. Sau 1975, trong lúc hàng trăm ngàn sĩ quan và viên chức Việt Nam Cộng Hòa bị tù đày trong rừng sâu nước độc, hàng triệu thân nhân họ cũng đã gánh chịu nhiều cực hình không kém phần độc ác. Tôi đã gặp những đứa bé miền Nam có cha mà như không cha, có mẹ mà như mất mẹ, sống lang thang đầu đường cuối chợ. Tôi đã gặp những đứa bé miền Nam thông minh nhưng không có một cơ hội đến trường, chỉ biết đứng bên ngoài cổng trường mà khóc. Đảng nói gì chưa với những mái tóc xanh kia, những mái tóc xanh lang thang trên đường phố Sài Gòn sau 1975 bây giờ đã lớn, đã ngoài tuổi 40, nhưng ký ức của tuổi thơ hái hùng sẽ không bao giờ phai nhạt. Sự có mặt của Titi Barack Obama là cơ hội để các em bày tỏ thiện cảm dành cho Tổng thống một nước dân chủ, nhưng đồng thời cũng để nhà cầm quyền CS thấy sự khinh bỉ của các em dành cho các lãnh đạo độc tài. Hàng năm, các loa tuyên truyền của Đảng vẫn tiếp tục lặp lại bài hát hòa giải hòa hợp dân tộc vào mỗi dịp 30 tháng 4, nhưng 41 năm trôi qua, chính sách phân biệt đối xử của Đảng CSVN đối với người dân miền Nam vẫn không thay đổi. Trước đây, con số 20 năm tù trở thành một loại tiêu chuẩn dành cho những người tranh đấu nổi tiếng ở miền Nam như Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị kết án 20 năm tù 1977, bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị kết án 20 năm tù 1990, GS Đoàn Viết Hoạt bị kết án 20 năm tù 1993 và hiện nay cũng thế, Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù cộng với 5 năm quản chế 2010. Ngoài chính sách cai trị dựa trên lý lịch quá khứ, việc kết án nặng nề dành cho các nhà tranh đấu miền Nam còn chứng tỏ Đảng rất sợ dân miền Nam, nhưng sợ hay không sợ, khao khát tự do dân chủ như ngọn lửa âm ỉ trong lòng người sẽ một ngày bùng lên thành cách mạng. Niềm đau Madrid, nỗi nhớ Sài Gòn. Người viết đọc câu chuyện phong trào sinh viên Madrid trong một tạp chí ở Sài Gòn trước 1975. Thời gian dài trôi qua,
tên tuổi đã quên, nhưng sự hy sinh của họ vẫn còn sống. Trong ký ức và niềm tiếc thương dành cho sự hy sinh của họ vẫn còn. Chịu nặng đến bây giờ, dù trong sáng và cao quý bao nhiêu, số phận của các lãnh đạo phong trào dân chủ Tây Ban Nha chắc chắn đã không được nhắc tới trong các phiên họp bàn viễn ảnh về châu Âu của Anh Mỹ. Tương tự, số phận của Trần Đình Duy Thức và hàng trăm tù nhân lương tâm Việt Nam đang bị tù đày cũng không được Titi Obama đặt ra như một điều kiện với lãnh đạo CSVN trong chuyến viếng thăm Việt Nam. Vì thế, Titi Obama đã rời Việt Nam, nhưng những đáng tiếc, lẽ ra, phải chi vẫn còn nghe đây đó. Trước mặt các nhà kiến trúc chính trị Mỹ chỉ có tấm bản đồ chứ không có tên tuổi người nào. Họ xây dựng chính sách đối ngoại với Trung Cộng từ kinh nghiệm đương đầu với Liên Xô. Liên Xô rất mạnh ở trung tâm nhưng yếu ở các vòng ngoài. Mikhail S. Gorbachev biết rõ điểm yếu đó và từng ra lệnh đàn áp cuộc nổi dậy đòi độc lập của nhân dân Lithuania ở 1989 để cứu vãn Liên Xô. Nhưng thất bại khi các nước vùng Baltic cùng đứng dậy, dĩ nhiên Mỹ phải chuẩn bị cho mọi hình thức sụp đổ của Trung Cộng, nhưng dù khả năng nào, chính sách bao vây ngăn chặn cơn tên mừng vẫn là bước đầu được hầu hết các tổng thống Hoa Kỳ, theo mức độ khác nhau, đã và đang theo đuổi. Cuộc chiến tranh lạnh khác đã bắt đầu ở Á Châu. Mỹ sẽ gia tăng áp lực, kể cả áp lực quân sự từ bên ngoài để hy vọng Trung Cộng một ngày sẽ tan vỡ từ bên trong, giống như các PT Hoa Kỳ từ Harry Truman đến Ronald Reagan đã thực hiện và thành công đối với Liên Xô. Thực tế chính trị quốc tế là vậy, đừng nói chi là một phong trào dân chủ, dù Tây Ban Nha hay Việt Nam, mà ngay cả một quốc gia lớn như Tiệp Khắc còn bị Anh Pháp tặng không cho Hitler tại hội nghị Munich trước Thế chiến thứ hai, và một lần nữa bị Anh Mỹ bỏ rơi tại hội nghị Yalta để cuối cùng rơi vào tay Stalin sau Thế chiến thứ hai. Từ một sinh viên cho đến lãnh đạo Tiệp, không ai không xót đau, thương tiếc cho hàng triệu cái chết oan uổng của các thế hệ trước. Nhưng thay vì nuôi thù báo oán, họ tập trung xây dựng lại đất nước thịnh vượng và tự do dân chủ cho hôm nay và cho các đời sau. Câu nói vận mệnh Việt Nam nằm trong tay người Việt của Titi Obama là câu nói thành thật, không phải với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ mà là một con người. Bởi vì giá trị của một con người hay một đất nước cũng thế, không phải ở chỗ ngã xuống mà ở chỗ biết đứng lên, vượt qua và tiếp tục hành trình đi về phía trước. Không ai chết thay cho dân tộc Việt Nam ngoài dân tộc Việt Nam, và cũng không ai cứu Việt Nam ngoài chính dân tộc Việt Nam. Tuyết xe không cộng một pin chít không email.